Dạ vâng, và xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và trước mặt các bác đang là đôi chép Pioneer X200. Đôi này đôi màu vân gỗ nhé. Này các bác có thể nhìn thấy những cái vân gỗ của nó cực kỳ là sắc nét rồi. Đây là vân gỗ thật nhé, vì đây nó là gỗ thịt và được nhà sản xuất, người ta sản xuất theo một cái dây chuyền. Chiếc nào cũng như chiếc nào, rất là chất, là tròn vo. Các bác có thể nhìn thấy là những đường nét, rồi là những vân, những cái chân này. Vâng, với dòng sản phẩm này thì em cũng đã có review rất là rõ ở trên kênh và cũng test nhạc, cũng test nhạc và cũng hát thử karaoke cùng với những đôi loa chép này. Thì hiện tại bây giờ thì bên em đang còn đúng một đôi này luôn nhé, không còn đôi thứ hai nữa mà còn đúng một đôi này, và chắc là khoảng độ tầm của độ 3-4 hôm nữa thì bên em sẽ về tiếp, hoặc là phải sang tuần thì bên em mới về tiếp thêm được. Bác nào muốn sở hữu đôi loa chép này thì các bác hãy nhanh tay gọi điện đầy số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình để bên em có thể chốt hàng cho các bác nhé. Đôi này còn rất là đẹp và chất luôn đấy. Và bây giờ em xin kính mời các bác cùng thưởng thức nhé. Hiện tại bây giờ em đang mở chép nhé. Và bây giờ em sẽ tháo cái đôi chép này ra này. Bye.
Dạ vâng, và như các bác có thể thấy là khi rút những đôi chép này ra, chúng ta nghe nhạc chúng ta cảm thấy là nó rất là nặng nề phải không ạ? Vâng, và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Còn bây giờ thì em xin phép em được khép lại video tại đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.